Trước trận đấu giữa hai đội, huấn luyện viên Syria tỏ ra đặc biệt đề phòng với ba cái tên sau của tuyển Việt Nam. Cựu huấn luyện viên Inter Milan và Valencia, Hector Cooper vừa qua đã chỉ ra ba cái tên ông ấn tượng nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, trước khi cùng đội tuyển Syria đá giao hữu trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Là nhà cầm quân nổi tiếng ở châu Âu khoảng hai thập kỷ trước, huấn luyện viên Hector Cooper gây chú ý với truyền thông Việt Nam khi dẫn dắt đội tuyển Syria chuẩn bị tham dự trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Thiên Trường vào tối 20 tháng 6. Trước trận này, chiến lược gia người Argentina chia sẻ, tôi mới làm việc cùng đội tuyển Syria 4 tháng. Tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu về các cầu thủ mà tôi có trong tay. Kết quả trận giao hữu với Việt Nam là một phần, mà điều quan trọng là toàn đội Syria phải hiểu rõ lối chơi tôi đề ra. Tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam và hy vọng hai đội có trận đấu tốt, nhưng tôi hướng tới mục tiêu dài hạn. Không riêng gì trận đấu này, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh. Nhận xét về đội chủ nhà, ông Cooper cho biết ông ấn tượng với ba cầu thủ. Chúng tôi có theo dõi, phân tích 2-3 trận gần đây của đội tuyển Việt Nam, nhưng tôi tập trung cho đội Syria hơn là đối thủ. Nếu đây là vòng loại châu Á hoặc thế giới thì mọi chuyện sẽ khác. Dù sao Việt Nam cũng có một số cầu thủ nổi bật như Hoàng Đức, Ngọc Hải hay Văn Toàn. Họ là đội bóng mạnh, đang tiến bộ theo từng năm. Hector Cooper là huấn luyện viên từng giúp đội tuyển Ai Cập dự World Cup 2018. Ông nổi danh vào những năm 2000, khi đưa Valencia hai lần vào chung kết UEFA Champions League tháng 0 năm 1999, 2001, trước khi dẫn dắt câu lạc bộ lớn nhất trong sự nghiệp là Inter Milan, 2001 đến 2003.